Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các bản tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tướng lỡ nổ quá lớn, thúc ép lính Nga quay lại Vulehit, 11 xe tăng cháy rụi. Trong bản báo cáo chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 7, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết các nỗ lực tấn công của quân Nga từ các hướng khác nhau nhằm chiếm nhà máy nhiệt điện Vulehit đã thất bại thảm hại. Quân Nga đã tung một lượng lớn xe tăng trong trận chiến này. Tuy nhiên, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lùi quân xâm lược một lần nữa gây tổn thất lớn cho người Nga. Hôm thứ Năm, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho rằng quân Nga đã chiếm được Vulehit. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine phản bác và cho biết tính đến chiều ngày thứ Năm ngày 21 tháng 7, quân Nga đã bỏ chạy khỏi nơi mà phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố chiến thắng. Các chỉ huy Nga có lẽ chịu áp lực nên đưa quân tấn công một lần nữa, mặc dù họ biết rõ khó lòng vượt qua được hỏa lực của quân Ukraine. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 24 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 39.520 binh sĩ Nga, trong đó có 280 binh sĩ chỉ trong một ngày qua. Quân phòng thủ Ukraine cũng phá hủy 1.722 xe tăng Nga, 3.942 xe chiến đấu bọc thép, 869 hệ thống pháo, 255 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 113 hệ thống phòng không, 221 máy bay chiến đấu, 188 máy bay trực thăng, 714 máy bay không người lái tác chiến chiến thuật, 170 hỏa tiễn hành trình, 15 tàu chiến, 2.823 xe tải và xe chở nhiên liệu, và 73 thiết bị đặc biệt. Quân đội Ukraine tiêu diệt 54 kẻ xâm lược, phá hủy 3 xe tăng và các thiết bị khác ở phía Nam. Hôm ngày 23 tháng 7, lực lượng không quân Ukraine ở miền Nam Ukraine đã tiến hành 6 cuộc tấn công hỗ trợ bộ binh trong vùng Kherson. Kết quả, họ đã loại khỏi vòng chiến 54 quân nhân Nga trong một ngày. Phát ngôn nhân Bộ Tổng Tham mưu Ukraine nói, quân Nga, với 3 xe tăng T-62 và 1 xe chiến đấu bọc thép 82A, đã cố gắng thực hiện các hành động tấn công trong khu vực Kherson theo hướng các khu định cư của Sukhi Stavok, Andriva, cùng với lực lượng súng trường cơ giới và các trung đội xe tăng. Tuy nhiên, người Nga đã không thành công và rút lui với tổn thất nặng. 54 quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với 3 chiếc xe tăng T-62, 3 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, pháo MFTAB, một kho đạn và một điểm tiếp tế đạn dược trong vùng Kherson. Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào cảng Odessa. Mới ký kết Nga đã vi phạm. Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào cảng Odessa sau khi ký kết thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa ngày hôm nay. Nó làm suy yếu nỗ lực mang lương thực cho người đói và độ tin cậy của các cam kết của Nga đối với thỏa thuận được hoàn tất ngày hôm qua để cho phép xuất khẩu của Ukraine. Hôm ngày 23 tháng 7, lực lượng Nga đã tấn công cảng biển thương mại Odessa bằng hỏa tiễn hành trình Kalik. Hai hỏa tiễn bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Hai hỏa tiễn khác đã bắn trúng các cơ sở hạ tầng của cảng. Vào ngày 22 tháng 7, sau cuộc họp bốn bên gồm Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Nga tại Istanbul, một thỏa thuận đã được ký kết cho phép xuất khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác từ các cảng của Ukraine. Thỏa thuận được ký kết bởi Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubekov thay mặt Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Bộ trưởng Quốc phòng Hului Aka thay mặt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thay mặt Nga ký thỏa thuận theo hình thức tương tự. Theo các thỏa thuận được ký kết tại Istanbul, nó có kế hoạch vận chuyển ngũ cốc Ukraine để xuất khẩu qua các cảng Odessa, Tiveni và Chomormok của Ukraine.
việc xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine trở lại có thể mang lại doanh thu ngoại tệ 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Người từng viết các bài phát biểu cho Putin khẳng định Nga đã thua. Một người từng viết các bài phát biểu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người Nga rõ ràng là đã thua trong cuộc chiến Ukraine. Abbas Galiamov, người từng viết các bài phát biểu cho Putin nói với Đài Âu Châu Tự Do, họ không biết phải làm gì nên tùy cơ ứng biến. Putin cần đạt được điều gì đó có thể thuyết phục người Nga rằng ông ấy đã thắng và ông ấy không thể đạt được điều đó. Bình luận của Galiamov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hồi đầu tuần rằng tham vọng lãnh thổ của Nga vượt ra ngoài khu vực Donbass, vốn là trọng tâm của Nga trong những tháng gần đây. Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, Ngoại trưởng Lavrov cho biết tham vọng địa lý của Nga giờ đã khác và không còn chỉ là Donetsk và Luhansk. Tham vọng của chúng ta giờ đây cũng bao gồm các vùng Kherson và Zaporizhia và một số vùng lãnh thổ khác, Lavrov nói. Nga đã chiếm đóng một phần Kherson và Zaporizhia kể từ khi nước này tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2. Aleya Snetkov, một giáo sư tại Đại học London nói với Đài Âu Châu Tự Do rằng người Nga rõ ràng đang lúng túng ở Ukraine. Họ đã có một kế hoạch điên rồ, và sau đó nó không thành công, và rồi họ phải điều chỉnh, Snetkov nói. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết khi quân đội Nga gần đây đã tập hợp quân tiếp viện gần Ukraine, nhiều binh sĩ của họ đang được bố trí trong các nhóm đặc biệt và sử dụng thiết bị không phù hợp. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Putin vào ngày 7 tháng 7 năm 2022 rằng quân đội Nga thậm chí còn chưa bắt đầu các nỗ lực của họ ở Ukraine, nhiều lực lượng tiếp viện của họ là các nhóm được triển khai với các thiết bị lỗi thời hoặc không phù hợp. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tung ra thông tin rằng Hoa Kỳ có ý định gửi hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao hay HIMARS để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại người Nga. Gói hỗ trợ an ninh trị giá 270 triệu đô la Mỹ mới cho Ukraine được Tòa Bạch Ốc công bố hôm thứ Sáu bao gồm 4 HIMARS. Cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ về gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine. Những vũ khí cực kỳ quan trọng, mạnh mẽ sẽ cứu sống quân đội ta, đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất nước ta khỏi tay giặc Nga. Tôi đánh giá cao tình hữu nghị chiến lược giữa các quốc gia của chúng ta. Cùng nhau chiến thắng, Zelensky nói. Hơn 5.000 phụ nữ Ukraine bảo vệ đất nước trên tiền tuyến. Hơn 50.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó hơn 5.000 phụ nữ hiện đang ở tiền tuyến. Hơn 5.000 phụ nữ Ukraine bảo vệ đất nước trên tiền tuyến. Hơn 50.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó hơn 5.000 phụ nữ hiện đang ở tiền tuyến. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia đã phát biểu như trên tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế lần thứ hai của các đệ nhất phu nhân và đệ nhất phu quân, được tổ chức tại Kyiv vào ngày 23 tháng 7. Ngoài 38.000 nữ quân nhân phục vụ trong quân đội, chúng tôi còn có những phụ nữ dân sự làm việc cho lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, tổng cộng, chúng tôi có hơn 50.000 phụ nữ là một phần của lực lượng vũ trang. Ngày nay, chúng tôi có hơn 5.000 phụ nữ ở tiền tuyến, Malia nói. Khi tính đến những con số này, Thứ trưởng lưu ý, Ukraine ngày nay là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ trong quân đội cao nhất so với các quốc gia thành viên NATO. Giáo sư lịch sử Timothy Snyder khẳng định, quyền lực của Putin đang suy yếu, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quyền lực đang được tiến hành. Giáo sư lịch sử Timothy Snyder của Đại học Yale hôm thứ Bảy nói rằng quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang suy yếu và lưu ý rằng việc chuẩn bị cho cuộc tranh giành quyền lực đang được tiến hành. Snyder chỉ ra rằng một dấu hiệu cho thấy Putin đang mất kiểm soát là một số cựu quan chức Nga như Dmitry Medvedev đã nói về những hậu quả đang chờ đợi Ukraine và phương Tây. Medvedev, đồng minh trung thành của Putin, người từng là cựu tổng thống Nga,
gần đây đã cảnh báo rằng phản ứng của phương Tây đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể khiến quốc gia Đông Âu này mất tàn tích của chủ quyền nhà nước và biến mất khỏi bản đồ thế giới. Thông thường tin tức về những tuyên bố như vậy tập trung vào nội dung của chúng. Thật là một cám dỗ để được nổi trong hỏa tiễn tuyên truyền gây sợ hãi của Nga. Nhưng vấn đề thực sự của câu chuyện là giờ đây những người ngoài vòng trong của Putin giờ đây cảm thấy có quyền tha hồ đưa ra những tuyên bố như vậy. Trước chiến tranh, điều này khó lòng xảy ra được, Snyder nói. Ông lập luận thêm rằng, tuyên truyền diệt vong này thể hiện lòng trung thành với Putin trong khi cũng có thể chuẩn bị cho một cuộc tranh giành quyền lực sau khi Putin sụp đổ. Nếu Nga thua trong cuộc chiến, những người nói những điều cực đoan bây giờ sẽ phải tự bảo vệ mình. Về phần mình, tôi có xu hướng coi những tuyên bố quyết liệt là bằng chứng cho thấy những người Nga quan trọng nghĩ rằng Nga đang thua cuộc, Snyder nói. Tôi không tin rằng một người trong nhiều năm được coi là người thay thế phóng khoáng cho Putin, như Medvedev lại tin vào những diễn từ bài Do Thái, chống đối Ba Lan, chống phương Tây mà ông ta đăng trên Telegram. Ông ta đang tạo một hồ sơ có thể hữu ích sau này giống như hồ sơ kỹ thuật của ông ta đã từng hữu ích, giáo sư Ian nói. Ngoài ra, Putin cũng bị coi là yếu vì quân đội của ông không đạt được mục tiêu ở Ukraine, theo Snyder. Một số nhà phê bình và quan chức trước đây cũng đưa ra nhận định tương tự, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người cho rằng ông Putin đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình ở Ukraine. Sự cân bằng giúp Putin nắm quyền, làm chủ được các đối thủ, sự ủng hộ dễ dàng trong dân chúng, sự trung thực của quân đội đang bị thách thức bởi thực tế của một cuộc chiến tốn kém không thể đoán trước được. Putin đã rất giỏi trong việc giữ tất cả chúng ta trong một màn sương mù. Nhưng bây giờ bản thân ông ta dường như lạc trong sương mù của chiến tranh, Snyder nói. Tháng 6 vừa qua, giáo sư đã chỉ trích việc phong tỏa hắc hải của Nga ngăn cản việc chuyển xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang các quốc gia khác, nói rằng động thái này nhằm tạo ra một dòng người tị nạn có khả năng gây bất ổn cho Liên minh Âu Châu. Kế hoạch gây ra nạn đói của Putin cũng nhằm tạo ra những người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông, là những khu vực thường cần đến lương thực của Ukraine. Điều này sẽ tạo ra sự bất ổn trong Liên hiệp Âu Châu. Các cảng trên bờ Hắc Hải ở Ukraine đã phải đóng cửa do cuộc chiến của Nga ở Ukraine, do đó đe dọa nguồn cung cấp lương thực. Tuy nhiên, cả hai nước đã đồng ý đạt được một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm mở cửa các cảng ở Hắc Hải nhằm giải phóng hàng chục triệu tấn ngũ cốc của Ukraine. Vào một ngày bình thường, khoảng 3.000 container chở ngũ cốc sẽ cập cảng Ukraine, bao gồm cả Odessa, nơi chúng được giữ trong các hầm chứa rộng lớn. Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc Nga tấn công cảng của họ ở Odessa bằng hỏa tiễn vài giờ sau khi thỏa thuận ngũ cốc được ký kết. Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, hai hỏa tiễn hành trình Kalik của Nga đã bắn trúng cơ sở hạ tầng cảng, nhưng không có người bị thương, hãng tin AP đưa tin. Tuy nhiên, thống đốc khu vực Odessa nói rằng một số người bị thương chưa được xác định. Tổ chức bác ái nói, nhân viên cứu trợ bị giết bởi cuộc tấn công hỏa tiễn ở Ukraine. Hai nhân viên cứu trợ Hare Krishna có trụ sở tại Anh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng hỏa tiễn ở Ukraine sau khi giao thực phẩm cho dân thường đang có nguy cơ chết đói. Krishna Tattva Rahu, 40 tuổi, và Madana Guspadas, 39 tuổi, vừa trở về sau khi giao thức ăn từ xe tải của họ khi căn cứ của họ bị phá hủy trong vụ nổ. Cả hai người đàn ông đều bị chôn vùi trong đống đổ nát và công nhân thứ ba, Ariyunadas, đang được điều trị tại bệnh viện sau khi được kéo ra khỏi đống gạch đá. Krishnatattva Brahu và Madana Gospadas là tình nguyện viên cho đền Bhaktivedanta Manor Hare Krishna ở Lexmohit, Hertfordshire, Anh và đi đến Đông Âu để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ariyunadas, công nhân bị thương, là quản lý của cơ quan bác ái này. Một phát ngôn viên của tổ chức bác ái cho biết, những người đàn ông đang phục vụ những người nông dân đói khát và người già ở Donbass khi trụ sở của họ bị tấn công. Các nhân viên bác ái đã được Food for All vinh danh hôm thứ Bảy như là các nạn nhân của vụ đánh bom ở Elkes trong vùng Luhansk bị chiến tranh tàn phá. Thiết bị nhà bếp của họ được mua ở London và được quyên góp
bởi tổ chức Food for All do Hiệp hội Ý thức Krishna Quốc tế điều hành. Food for All đã đi khắp các vùng của Ukraine và dọc theo biên giới Ba Lan để cung cấp thức ăn nóng cho các gia đình đang gặp khó khăn trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra. Cho đến nay, đã chứng kiến khoảng 5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tổ chức bác ái cho biết hậu quả của vụ tấn công là họ đã mất trụ sở chính trong khu vực, cũng như giám đốc và lãnh đạo Krishna Tattva Brahu. Chương trình tuyên bố họ đã cung cấp hơn 1.000 bữa ăn nóng mỗi tuần cho dân thường kể từ khi đến vùng Donbass vào năm 2014 và cũng thực hiện các chương trình bác ái khác. Parasu Ramadas, giám đốc của Food for All cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Krishna Tattva đã phục vụ bữa ăn chay, quần áo, nước và nến hàng ngày với một đội đến từ Hare Krishna địa phương. Những người nghèo chủ yếu là người già, họ ở nhà hơn là đi lánh nạn. Nhà cửa của họ bị phá hủy, không có nước, điện và cửa hàng. Họ đã được ca ngợi là những người tử vì đạo bởi các giáo hội Kitô Ukraine. Chỉ vài ngày trước đó, Krishna Tattva đã đăng tải những hình ảnh về một nghĩa địa tạm thời bên trong sân chơi cho trẻ em, cho thấy mức độ khốc liệt của chiến dịch ném bom của Nga vào các khu vực dân sự của Ukraine. Tổ chức bác ái cho biết Food for All sẽ tiếp tục công việc của mình ở Ukraine với một bếp di động mới được gửi đến vùng bị chiến tranh tàn phá. Văn phòng đối ngoại, khối thịnh vượng chung và phát triển của Anh cho biết họ đang làm việc để xác minh các báo cáo về bất kỳ công dân Anh nào đang dính líu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tại thời điểm này, văn phòng vẫn chưa xác nhận danh tính của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công hỏa tiễn ở Elkesh. Parasuram Das là một người Krishna, người Ái Nhĩ Lan, bắt đầu tổ chức bác ái Food for All khi đang làm đầu bếp tại nhà hàng Soho ở London vào năm 1988. Giờ đây, tổ chức của ông đã thành lập các bếp ăn dã chiến ở Ukraine và các nước xung quanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.